À? anh gì à em uh, đang đo cơ bắp với dòng này anh gì phải đo cơ bắp đo sức mạnh với dòng này xin phép được giới thiệu anh chị một dòng dendro phiên bản giới hạn phiên bản lá mít cực kỳ đẹp như vậy anh gia à? anh chị sẽ không tìm ở đâu được ngoài hoa lan phong đâu xin rồng lửa đối với dòng xin rồng lửa này thì hoa thơm cánh sắn anh gia à? màu đỏ tươi rất là đẹp và một điều đặc biệt nữa anh chị nhìn thân thủ nè nguyên một lô nè lô nào là cũng mập phiên bản lá mít cực kỳ đẹp và ngày hôm nay chia sẻ anh chị mình với mức giá 179 000 ba chậu xin rồng lửa như thế này anh chị chậu nào chậu nấy mập u u đó như vậy nè một nè hai chậu hay nè với mức giá 179.000 anh chị sẽ sở hữu được một cây vô cùng khỏe, vô cùng lực lưỡng như vậy anh nha à, hoa màu đỏ nữa và ba chậu 179.000 bên em sẽ bao ship nhanh trên toàn quốc và tặng kèm cho anh chị thêm gói kích hoa à, dòng này anh chị mới chơi vẫn có thể tự tin chăm sóc thân thủ đẹp ra hoa vô cùng thơm vô cùng rực rỡ xin rồng lửa